nếu thầy bạn hết xuống nữa thì bạn ấy dạy một bài nữa. Nó phải quay áp lốc thì nó mới đê đẹp được, chứ coi quay bình thường là nó sẽ không chỉnh được nữa, hiểu không? Nó quay tới áp lốc đây. Đúng rồi, nó phải quay theo hệ đấy, nó chỉnh nó mới đẹp. Chứ còn nếu mà quay theo kiểu hệ mà mình để thông thường nó sẽ không chỉnh được thế đâu, nó sẽ không ra chất phim thế.